mọi người thì vẫn đang sồn sồn kêu Max bay lên và thi đấu. Thế nhưng Max lúc này không thể nào có thể bay được vì cậu không có ma lực. Ông anh tóc trắng bắt đầu xuống động viên cổ vũ Max để cậu cố gắng bay lên, khuyên cậu hãy học theo cách cây che sống. Bền bỉ và vươn lên, linh tinh các thứ và rồi nhớ ra là chưa giải thích luật cho cậu. Cách chơi bộ môn duelo này rất đơn giản. Chỉ cần cướp bóng của phe địch rồi ném qua vòng tròn là sẽ được tính một điểm. Điểm số đội Max bây giờ đang tranh so với bên kia khoảng 30 quả. Sau khi giải thích các thứ thì ông anh chốt lại với Max là mình đã đặt hết niềm tin vào cậu, nói xong liền trở về trận đấu. Vừa lên thì bị một thằng khứa tóc xanh va cho ngã sấp mặt, chỉ số hiện tại đã kém họ hơn 40 điểm. Lúc này Max có vẻ cũng khá bực khi thấy đám này chơi xấu, cậu cầm cây trổi rồi nhảy lên, tưởng rằng là đã bay được thế nhưng đéo. Là do cậu đã dùng chân quạt để bay lên như chim, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Max lấy trái bóng, dồn hết sức bình sinh ném một nhát xe gió. Mấy thằng cha kia tưởng rằng cậu chỉ ăn may được một quả thôi thì ở đằng sau. Trái bóng đã xoáy cực mạnh và bay thẳng về tay Max. Cứ tiếp tục như vậy. Cậu chỉ dùng có một ngón tay vào quả bóng để tạo lực xoáy. Nó cứ bay đi rồi lại quay về. Điểm số sau một hồi đã thay đổi. Lúc này bên đội Max đã chênh lệch với bên kia hơn 300 quả. Kết quả thắng cuộc đã thuộc về đội không chơi đều. Max cũng đã đạt được danh hiệu người lập kỷ lục điểm số cao nhất lịch sử. Đồng thời cậu cũng được trao một đồng xu tín chỉ bạc. Ông anh tóc trắng cũng không quên tới cảm ơn Mas và chính thức cậu có thêm một người bạn. Thế nhưng lúc này ở khu vực khác, có một thằng đầu trắng đang ngồi đọc báo đưa tin về Mas. Hắn ta cho rằng Mas quá ngây thơ khi đã hy sinh bản thân để cứu một người không quen biết trong bài thi tuyển nhập học. Sáng hôm sau, các người bạn của Mas đã tập hợp, cô bé tóc vàng thì bê một chồng sách kêu cậu học chung vì biết Mas không giỏi về sách vở, ông anh tóc trắng thì khác, anh muốn cậu học mấy thứ vớ vẩn cây tre các thứ. Đột nhiên lúc này tên tóc trắng tối qua bước vào xin tham gia. Cậu ấy tên là Lance, người đứng đầu kỳ tuyển sinh vừa rồi. Anh tóc trắng thì lại ngạc nhiên vì trước mắt mình là người sở hữu hai dấu ấn. Lúc này anh ta lôi ra một chiếc bình ma thuật đặc biệt. Tuy nó hơi cổ thế nhưng vẫn có thể nhốt được người vào trong một cách dễ dàng. Lance quay mặt đi rồi bảo nếu Max muốn cứu bạn mình thì hãy tới khu rừng cạnh túp lều anh ta sẽ đợi cậu khi đã có mặt ở đó. Lance giơ hai chiếc đồng xu tín chỉ lên và bảo nó sẽ là phần thưởng cá cược của trò này có vẻ như anh ta là một đàn anh nên đã có thể thu thập được nhiều hơn Max. Còn về phần dấu ấn thì ông anh tóc trắng biết được như sau. Người có sở hữu một dấu ấn trên mặt là sở hữu sức mạnh phép thuật thông thường. Về cơ bản thì tất cả mọi người đều mang một dấu ấn. Thế nhưng vẫn có một số người sở hữu hai dấu ấn và được coi là pháp sư thiên tài của nhân loại. Dù mọi người trong bình đều khuyên ngăn Max thế nhưng cậu vẫn đồng ý chấp nhận lời đề nghị. Và để cho trận chiến này diễn ra thuận lợi hơn, Lance đã dơ đũa lên bảo sẽ dọn bớt khu này để cho gọn gàng. Dung chấn còn lan tới cả chỗ ông bô của Mas. Thế nhưng cậu lại cho rằng nó chỉ là một màn biểu diễn dư thừa, Max lao lên tấn công và bị lây sử dụng phép trọng lực ép cậu xuống. Khi cậu không còn cử động được thì bắt đầu nói những lời năng mạ Max, nào là kẻ ngu ngốc bảo vệ bạn bè. Thứ cận bã như Max thì cứ bò dưới cả đời mà thôi, lúc này cậu đã bắt đầu cử động được chân tay, hắn cho rằng những gì cậu sắp làm chỉ là vô ích thế nhưng. Lúc này Max móc tay rút ra một chiếc rễ cây khiến Lance phải rời khỏi vị trí, lúc này cậu tiếp tục tấn công tới hắn ta lại sử dụng phép trong lực rồi né mắt cũng bồi thêm cho hắn một cú tuy né được nhưng lại làm rơi một chiếc vòng cổ mắt cầm lên rồi miệng lắp bắp lô 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 ly con à mắt nghĩ lúc này mình nên báo cảnh sát vì ở đây có tên tội phạm biến thái lance cũng bắt đầu phản biện lại mình không phải lô ly con mà là xích con mắt nghĩ rằng hai từ này cũng không khác nhau là mấy sau khi đòi lại được sợi dây chuyền lance bắt đầu hỏi mắt rằng theo cậu thì thứ gì trên đời này quý giá nhất? Max trả lời là bánh su kem mạng sống vân vân nhưng vẫn không đúng với ý hắn. Sau một hồi sàm lìn thì Lance kêu rằng là em gái mình thế nhưng. Max lại cho rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau. Lance tiến ra phía bên ngoài rơi chiếc bình lên kêu rằng nếu như hắn thả xuống thì chắc hẳn là cậu sẽ nhảy xuống để đỡ chiếc bình này nhỉ. Để cho tàn ác hơn thì Lance sẽ phù thêm cả phép trọng lực để tăng tốc độ rơi. Mấy cha kia ở bên trong kia hú hồn hú vía. Ở ngoài thì Lance bắt đầu hồi tưởng về em gái mình. Cậu ngày xưa là một chú báo đời hay đi pem nhau thế nhưng mỗi lần về thì chỉ có em của Lance là quan tâm cậu nhất. Nhưng vào một ngày em ấy bị ốm, bác sĩ bảo việc này sẽ làm bào mòn dấu ấn trên mặt cô bé và cứ tiếp diễn như vậy thì cô bé chỉ còn sống được 5 năm nữa. Khi dấu ấn bị bào mòn hoàn toàn thì họ phải giao cô bé cho nhà nước xử lý, đó cũng chính là lý do mà Lance quyết tâm trở thành thần giác. Cậu phải đạt được vị trí đó để thay đổi cái đất nước của hủ này, Lance bỏ tay ra rồi niệm phép trọng lực Quay ra xem trạng thái của Max thế nào thì cậu đã cởi quần áo xong và đang lấy đà. Cơ bắp của cậu tỏa ra một làn khí nóng. Max xuất phát với tốc độ cực nhanh lao xuống vực. Chỉ không phải một giây sau đã có mặt bên trên. Lance vô cùng hốt hoảng với tốc độ siêu thanh dơ flash phải gọi bằng cụ. Anh định tấn công lại thế nhưng Max lại kêu dừng tay lại vì cậu thấy Lance không phải người xấu. Max bảo trận chiến kết thúc tại đây rồi dịch chuyển tới lấy lại mấy người bên trong áo Lance về bình. Có vẻ như khi ném chiếc bình xuống thì Lance đã nhét mấy người kia vào trong áo, song xuôi còn bồi cho mấy câu thông não của Naruto, Lance nhận thua rồi rời đi. Anh cũng không quên để lại cho Max một đồng tín chỉ bạc, và thế là hiện tại Max đã sở hữu hai đồng, dần dần cậu lại càng có thêm được niềm tin cũng như nhiều bạn bè hơn.